Sao không thấy? Chỗ này bà dẫn con đi chơi nhiều lần rồi. Ừ, có. Mở cái nắp hộp ra. Đâu có mở được đâu con, nó hộp dán rồi, dán rồi không có mở được con. Bà có giỡn được không ạ? Dạ. Bà đỡ. Bà kêu bà chú cúc con ạ. Bà kêu cúc đi ra cho con xem mẹ. Sợ kẹo. Không có, mèo chết rồi con, đâu có, mình đâu có mở nắp ra được đâu con. Dán cái nào con? Dán cái bình. À, ba dán cái bình. Dán cái con mèo chết. Con sợ hả? Sao sợ hả? Là gì sợ? Có con. Ừ, có cái tai đẹp. Cái này chủ bền đi thương. Có khoai lang nữa chị bà ơi. Từ từ. Cái đó là gì vậy? Cái này là phòng vệ sinh.
này là khu vực vệ sinh, đi tiểu đi vệ sinh. Chỗ này cho phòng ngủ, phòng nghỉ ngơi. Còn đây là, còn chỗ này là cầu thang đi lên lên lầu tiếp tục nè. Đi xuống. Đó, chỗ này đúng rồi. Mình có đi xét cho con xuống. Cái gì con? Không có xem được, không có mở ra, có ra được con. Bé mèo chết rồi, bé mèo nằm trong cái hộp đó con. Không có mở ra được, người ta không có cho mở ra được con. Gì con? Ở trong tivi, ở trong mốt coi thì con đi về nhà má thủy rồi con coi. Còn đây, ở đây là bé mèo họ chết rồi, họ người ta bỏ vô, họ thiêu bé mèo xong rồi họ bỏ vô cái hũ nhỏ xíu xíu xong rồi để trong đó. Sao mà mẹ mày sao về được? Bé mèo chết rồi, mình thiêu mình có chỉ có cát thôi, có cho thôi, cho nên là không có mở ra được. À, thì khi người ta khi mà đi thiêu cho bỏ đốt cháy á, cháy gì cháy thành cát thành cho thì mình bỏ vô cái hũ đó nhỏ siêu siêu đó. Cái gì vậy? Cái tay. À, cái tay đúng rồi, giống mình tay. Mình có làm gì cái tay lắm. À, xây to ra xong rồi. Chỗ này tượng mẹ Quán Âm đây này. Đây là tượng mẹ Quán Âm. Đâu có ai con rùa bằng đá. Ừ, cái nhà siêu siêu, cái em bé. Giống bé mèo á. Ừ. Giống bé mèo. Giống bé mèo. Nhiều chùa lắm. Chùa gì vậy? Đây là
chùa này là tên là chùa Bửu Phước. Còn nhiều quá làm sao ba nhớ được, để bữa nào ba chở con đi rồi ba mới nhớ chứ. Sao con? Con gì, thấy con gì? Đen đen. Đen đen hả? À cái gì đó nó... Cái vỏ xe hay là cái gì đó ba không rõ nó là cái gì? Đi con. Vui nữa hả? Làm sao? Chỉ có một bé mèo chết thôi. Còn còn bé. Còn mẹ kia sao? Còn một bé mèo đực, bé mèo đực bé đi đâu rồi, tí nữa bà hỏi sư bà coi là bé mèo đực đâu rồi. Chứ bé mèo đực đi chơi hay đi ngủ ở đâu đó rồi. Mấy cái hũ kia là hũ mấy cái cho cốt của người ta chết, của con người mình chết, mấy ông mấy bà chết rồi mấy... Bà để con mèo xuống đây luôn đi, sao lại cát luôn đi. Thôi khi nào mới chết thì mới để ở đây chứ, còn sống mình đâu để ở đây được con, chỉ khi nào chết cơ mới để ở đây. Hồi xưa ba còn nói ba đi xe của mèo. Ừ. Từ từ con bướm, cái hồ cựu được cái gì chứ.